Rồi, bây giờ chào mấy bác nha. Em về được một cặp Mitsu T170. Và mọi người nhìn hai con này. Dễ sợ. Một con đi theo bộ cần cây dắt luôn này. Mới căng luôn, đã lắm. Một hàng tuyển nha. Vừa về luôn. Thì anh nào mua được thì alo em thôi. Đấy, quá tuyệt vời. Một cặp Mitsu T170. Nhìn dày thôi, khi em dọn ra rồi mọi người mới nhìn nó mới sướng được. Chứ còn nhìn này thì nó chưa sướng đâu. Đó. Thì đây là một cặp, thì nó bị bong chóc như này thì sơn lại đây. Đó. Anh nào kêu sắt rỉ thì kệ đi. Còn đối với em nó là thuộc hàng VIP rồi đấy. Siêu bền nha. Thuộc nồi đồng cối đá rồi. Hồi giờ mệnh danh nồi đồng cối đá rồi. Rất là đẹp. Một cặp. Tem này còn luôn. Mấy con này chế rin nó không chạy được đâu, bắt buộc phải lên chế hai kim vô boe này, và tùy vào mọi người mua thôi. Mọi người mua chế tàu thì mua chế tàu, mua chế Nhật thì thêm tiền thôi. Chế Nhật chế tàu nó tranh nhau đến hơn 400.000 đó, gần 500.000 đó, nhắm đó mà mua thôi. Còn anh nào chê thì rút chế ra đó. Hình thức bên anh em nhiều hình thức để chọn mua mà, đâu thiếu hình thức mua đâu. Rồi báo sơ thôi, bởi vì những con này em không có để em bán, nên mọi người nhắm đó mà được thì mua thôi. Hàng VIP mà, hàng tiền chọn.